Thắng giới thiệu về vòi phun nước cho mẹ nghe xem nào. Đây là vòi phun nước chứ không phải là cái gì nó phun ra đâu. Thế nó đẹp như nào? Nó đẹp là tự nhiên nó bay lên cao lên cao. Cao như nào hả con? Cao khoảng 100 mét. Nó có những màu sắc gì, kể cho mẹ nghe xem nào. Tớ chả biết đâu, bạn kể cho tớ nghe đi. Các bạn ơi, nó lúc xoáy kìa.